Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi Thưa quý vị, từ thảm họa động đất khủng khiếp vừa tấn công Thổ Nhĩ Kỳ và Syri trong thời gian qua khiến chúng ta phải nhìn nhận lại những thảm kịch động đất kinh hoàng gây thương vong nặng nề nhất của thế kỷ 21 cũng như những nỗi đau mất mát không thể nào xóa nhòa Vào tháng 5 năm 2008, một trận động đất mạnh đã xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc với cường độ gần 8,0 độ Richter Trận động đất đã tạo nên số lượng tai biến địa chất lớn nhất từng được ghi nhận, bao gồm khoảng 200.000 vụ lở đất. Thiên tai này thậm chí có thể cảm nhận được ở tận thủ đô Bắc Kinh và thành phố Thượng Hải Trung Quốc, cũng như ở Việt Nam và Thái Lan. Thảm họa đã cướp đi sinh mạng của hơn 80.000 người và khiến gần 5 triệu người mất nhà cửa. Nó đã trở thành trận động đất kinh hoàng nhất Trung Quốc kể từ năm 1976. Cách đây 15 năm về trước, một cơn địa chấn kinh hoàng tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã gây ra mức tổn thất lịch sử về người và của những người từng trải qua cơn địa chấn khủng khiếp ở Tứ Xuyên năm 2008 chắc chắn sẽ không thể quên những giây phút kinh hoàng ấy. Một buổi chiều như tất cả các buổi chiều khác tại tỉnh Tứ Xuyên, học sinh tại các lớp học vẫn đang trên giảng đường, nhân viên văn phòng trở lại bàn làm việc sau bữa trưa và mọi công việc khác diễn ra như thường lệ. Họ không hề biết rằng một thảm họa khủng khiếp sắp xảy ra. Cách thủ phủ Tứ Xuyên khoảng 90 km về hướng tây tây bắc, ở độ sâu 19 km dưới lòng đất, các mảng lục địa bắt đầu va chạm vào nhau, tạo ra một sự đứt gãy kéo dài đến 240 km. Một cơn địa chấn mạnh 7,8 độ Richter với tâm chấn nằm ở huyện Vấn Xuyên bắt đầu xảy ra, làm rung chuyển cả tỉnh Tứ Xuyên và các vùng lân cận, khiến người dân nơi đây không kịp trở tay. Chỉ 2 phút sau đó, mọi thứ hầu như chỉ còn là một đống đổ nát. Gần 87.000 người thiệt mạng, trong đó trẻ em ở độ tuổi đến trường chiếm tỷ lệ lớn, hơn 370.000 người bị thương. Cơn địa chấn gây thiệt hại cho 19 trong tổng số 21 thành phố, huyện thị và làng mạc của tỉnh, gần 5,5 triệu ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn và hơn 5,9 triệu ngôi nhà bị hỏng nặng. Thiệt hại ước tính khoảng 86 tỷ đô la Mỹ. Đây cũng là thảm họa thiên nhiên khiến nhiều người trở thành vô gia cư nhất thế giới, gần 5 triệu người. Dư chấn của trận động đất còn làm rung chuyển cả những vùng đất xa xôi như Bắc Kinh, cách 1.500 km, Thượng Hải, cách 1.700 km và một số quốc gia lân cận như Thái Lan, Việt Nam hay Pakistan. Ông Hồi Lương Ngọc, Phó Tổng lý Quốc vụ Viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa lúc bấy giờ nhấn mạnh trong báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc. Khá nhiều người trong số mất tích có thể đã chết. Trận động đất có sức tàn phá khủng khiếp nhất, gây ảnh hưởng trên phạm vi lớn nhất và đặt ra thách thức khó khăn nhất cho chiến dịch cứu hộ kể từ khi lập nước năm 1949. Cũng theo ông Hồi, thảm họa đã ảnh hưởng tới hơn 46 triệu người trên khu vực rộng 440.000 km vuông. Kể từ lúc trận động đất diễn ra đến những ngày sau đó, đã xảy ra đến hơn 13.000 dư chấn, trong đó có 5 vụ mạnh trên 6 độ Richter. Hoạt động cứu hộ gặp khó khăn do những khu vực bị tàn phá nặng nề nhất có địa hình hiểm trở hoặc thung lũng hẻo lánh. Có tổng cộng 7,79 triệu ngôi nhà bị sập và hơn 24 triệu ngôi nhà khác bị hư hại trong động đất. Một số địa danh như trung tâm huyện Bắc Xuyên và thị trấn Ánh Tú đã gần như bị san phẳng hoàn toàn. Cơ sở hạ tầng cũng bị tàn phá nặng nề với 16 tuyến giao thông đường bộ và 6 tuyến đường sắt huyết mạch bị cắt đứt. Bên cạnh đó, những trận lở đất do địa chấn còn gây tắc nghẽn các dòng sông và tạo ra 35 hồ động đất có quy mô lớn rất nguy hiểm. Trung Quốc đã phải huy động hơn 140.000 quân nhân và cảnh sát có vũ trang tham gia công tác cứu hộ tại Tứ Xuyên. Sau khi trận động đất kinh hoàng ở Tứ Xuyên Trung Quốc xảy ra hôm 12 tháng 5 năm 2008, Trung Quốc đã tổ chức quốc tang 3 ngày bắt đầu từ ngày 19 tháng 5 năm 2008. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào lúc bấy giờ đã có cuộc gặp với các nhân viên cứu hộ và kêu gọi họ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm những người còn sống. Bắc Xuyên, Ánh Tú là hai khu vực bị thiệt hại nặng nề nhất. Công an huyện Bắc Xuyên có 144 cán bộ chiến sĩ nhưng hiện chỉ còn 47 người sống sót, trong đó có hơn 20 người bị thương sau trận động đất. Trong số 6 phó huyện trưởng Bắc Xuyên thì 3 người chết, 3 người bị mất tích. Tình hình thê thảm nhất là tại bệnh viện huyện Bắc Xuyên, chỉ có 4 người sống sót trong tổng số 160 nhân viên tại đây. Thiệt hại về người và của tại thị trấn Ánh Tú cũng rất lớn trong số 10.000 cư dân của thị trấn Anh Tú, ít nhất 7.700 người đã thiệt mạng, chỉ còn khoảng 2.300 người sống sót, trong đó hơn 1.000 người bị thương nặng. Mặc dù đã huy động nhiều binh lính đến khu vực thảm họa, nhưng trận động đất đã phá hủy cầu, đường và vẫn đang gây ra những trận lở đất, khiến công tác cứu hộ và vận chuyển hàng cứu trợ gặp không ít khó khăn. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc cho biết sẽ kiềm chế giá lương thực, nước uống và giao thông ở tỉnh Tứ Xuyên và tỉnh Cam Túc vì giá cả ở đây đang bắt đầu lên. Theo nhận định của Tổ chức Y tế Thế giới, không phải những xác chết mà là việc thiếu nguồn nước sạch và tình trạng vệ sinh tồi tệ tại vùng thảm họa mới thực sự là mối đe dọa về sức khỏe đối với những người còn sống. Rất nhiều người phải sống trong lều tạm hoặc ở ngoài trời. Không chỉ ở Tứ Xuyên, hàng chục ngàn người ở tỉnh Cam Túc cũng đang phải chịu cảnh man trời chiếu đất sau thảm họa động đất ấy. Chính phủ Trung Quốc đã cho dựng lên rất nhiều lều tạm ngoài trời để làm chỗ trú chân cho người dân. Nhân viên y tế cũng phun thuốc sát trùng tại những khu vực nhạy cảm. Người dân sống trong khu vực chịu ảnh hưởng của tâm chấn cho biết Việc di chuyển tại đây vô cùng nguy hiểm bởi dư chấn sẽ khiến lở và sụt đất có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Được biết, chỉ những xe cứu trợ, cứu thương và có giấy phép đặc biệt mới được ra vào khu vực tâm chấn. Những loại xe khác đều phải quay về thành đô. Một đập nước nhân tạo có thể chính là nguyên nhân gây ra thảm họa động đất. Có những cơ sở để dẫn đến kết luận đáng buồn trên. Đập nước từ Bình Phô, lớn nhất tại Tứ Xuyên, nằm cách đường nứt gãy gây ra địa chấn vòn vẹn 550m và gần tâm chấn động đất. Quy mô của nó càng đáng nói đập nước từ bình phô cao tới 156 mét, trọng lượng của hồ chứa nước trong đập lên đến 315 triệu tấn. Ông Phạm Hiểu, kỹ sư trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Tứ Xuyên lúc bấy giờ cho rằng, trọng lượng khổng lồ của hồ chứa nước từ bình phô có thể làm đường nứt gãy mong manh hơn, ảnh hưởng đến thời điểm động đất xảy ra và cường độ của nó. Dù động đất không phải là chuyện hiếm khi xảy ra ở Tứ Xuyên, nhưng theo ông Phạm, địa chấn có cường độ mạnh đến thế chưa từng xuất hiện suốt hàng ngàn năm qua. Chuyên gia Phạm khẳng định, động đất sẽ xảy ra kể cả khi không có con đập những con đập có thể đã thay đổi thời điểm và cường độ địa chấn khiến nó trở nên mạnh hơn rất nhiều. Theo AP, ông Phạm là một trong số nhiều chuyên gia đặt nghi vấn về vai trò của đập tử Bình Phô. Hồi tháng 1 năm 2009, tạp chí Science đã có bài viết trích dẫn quan điểm của các chuyên gia này. Báo chí Trung Quốc cũng đăng tải một nghiên cứu kết luận con đập tử Bình Phô thật sự có ảnh hưởng đến các rung động địa chấn trong khu vực. Trên thực tế, giới khoa học thừa nhận các hồ chứa nước lớn có thể gây áp lực lên các đường nứt gãy nằm sâu trong lòng đất dẫn tới động đất. Các nhà khoa học cũng thừa nhận đập nước có thể gây động đất với cường độ nhỏ, phần lớn dưới 5 độ Richter. Thời điểm xảy ra động đất, không biết phía Trung Quốc có biết về đường nứt gãy ở Tứ Xuyên trước khi động đất xảy ra hay không. Giới khoa học cho biết phần lớn các trận động đất tại Trung Quốc là kết quả của việc kiến tạo địa tầng Ấn Độ di chuyển về phía Bắc và vào địa tầng Âu Á. Đường nứt gãy gây động đất ở Tứ Xuyên là một đường ranh giới chủ chốt giữa lòng chảo Tứ Xuyên và cao nguyên Tây Tạng. Tuy vậy, cũng có nhiều nhà khoa học phủ nhận nhận định đập tử bình phô là nguyên nhân chính dẫn đến thảm họa động đất ở tứ xuyên. Trong những năm qua, chính quyền Trung Quốc liên tục xây dựng nhiều con đập lớn để xây nhà máy thủy điện nhằm đáp ứng nhu cầu điện năng đang bùng nổ và giảm lũ lụt. Giới khoa học trong và ngoài Trung Quốc đã nhiều lần cảnh báo về việc các con đập nhân tạo khổng lồ có thể gây tác động nghiêm trọng đến cấu trúc tự nhiên của các con sông và dẫn đến những thảm họa sinh thái. Đập Tam Hiệp, dự án thủy điện lớn nhất thế giới, được xây dựng để ngăn lũ lụt trên sông Dương Tử và tạo ra nguồn năng lượng thay thế nhưng trong thời gian qua đã gây ra vô số vấn đề cho chính quyền Trung Quốc, từ chuyện tái định cư cho đến những vụ lở đất khiến nhiều người thiệt mạng. Thưa quý vị, dù có trải qua bao nhiêu năm đi nữa, nhưng những mất mát đau thương và ký ức về cơn đại địa chấn năm xưa vẫn luôn ở mãi trong lòng những người sống sót. Đối với người dân Tứ Xuyên cũng như tất cả người dân Trung Quốc, cuộc đời họ có lẽ đã thay đổi hoàn toàn từ sau cơn động đất kinh hoàng vào lúc 14 giờ 28 phút trưa ngày 12 tháng 5 năm 2008 người dân các huyện ở vùng tâm trấn dù vết thương mất mát vẫn còn đã xây dựng được một cuộc sống hoàn toàn mới. Những nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình trên kênh của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.